Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 với chủ đề 80 năm vang mãi bản hùng ca đã diễn ra tối qua tại Nhà văn hóa Binh đoàn 15, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan, chủ trì lễ khai mạc. Liên hoan nghệ thuật quần chúng là dịp quy tụ, biểu dương phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên nhằm tạo nên một sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đến đồng bào, chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân dân, về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam, về sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nét đẹp văn hóa trong thanh niên sinh viên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Những hình ảnh xúc động về những người chiến sĩ chân trần, chí thép, mang trong mình phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng, cảm xúc chân thực nhất cho cán bộ chiến sĩ, thanh niên sinh viên hôm nay cất cao lời ca, điệu múa, tiếng đàn và các tác phẩm nghệ thuật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và truyền thống 80 năm vang mãi bản hùng ca, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tôn vinh những hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, hình ảnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và nhiệt huyết khát vọng của tuổi trẻ thiết thực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Sau lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật quần chúng Binh đoàn 15 đã có phần thi mở màn với chủ đề Sắt son người lính Binh đoàn 15. Màn trình diễn của các diễn viên không chuyên quanh năm bám vườn cây cao su, cà phê vốn đã quen thuộc với đường cày, lát cạo đã mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả với việc khắc họa thành công hình ảnh bộ đội với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trên vùng biên giới Tây Nguyên. Khi quan sát và xem chương trình của Binh đoàn 15 biểu diễn thì tôi nhận ra là đến với cuộc thi này thì Binh đoàn 15 đã dồn được rất nhiều cả tâm huyết, trí lực, thể lực để tạo nên một chương trình đặc sắc như vậy. Quả thực là một màu sắc rất là đặc biệt, mang đậm chất của núi rừng Tây Nguyên. Có lẽ rằng cái màu sắc này không thể ở các đoàn, ở các khu vực khác không thể có được. Với cái chương trình khai mạc như này thì tôi tin chắc rằng là cái liên hoan của chúng ta tại khu vực 2, Binh đoàn 15 Tây Nguyên thì sẽ thành công rất tốt đẹp. Khi mà em xem chương trình thì em rất là hồi hộp cũng như rất là bồi hồi khi nghe từng giai điệu nhạc của chương trình. Em cảm thấy rất là tự hào, khiến cho em cảm thấy yêu nước hơn cũng như là bản thân mình phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ để có thể giúp cho đất nước trở này càng nên tốt đẹp hơn ạ. Liên hoan cũng là dịp để các đoàn nghệ thuật quần chúng phản ánh sinh động những nhiệm vụ mới của quân đội, phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn hóa văn nghệ, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Liên hoan sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 tại Nhà văn hóa Binh đoàn 15, đường Trần Đại Nghĩa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.